Hello anh em nhé, trên tay mình là một cái tay điều khiển 6 kênh của HRC, cái mã của nó là CT6A anh em ạ. Thiết kế của con này thì nhìn rất là đẹp, hiện đại. Đây. Đầy đủ chức năng nha anh em. Con này có 6 kênh, giá rẻ nhưng mà đầy đủ chức năng luôn, hỗ trợ rất là nhiều chức năng mà dễ sử dụng nữa. Nên là mình cũng rất là thích sử dụng cái mẫu tay điều khiển này. Thì ngày hôm qua mình có đọc được ở trên kênh có một người anh em inbox ở trên kênh là anh hướng dẫn cho em cái cách bật chế độ bảo vệ khi mất tín hiệu điều khiển. Đó thì cái chế độ bảo vệ khi mất tín hiệu điều khiển ấy, nó là một cái chức năng của cái tay điều khiển này cũng rất là hay. Thì mình có xem cái hướng dẫn đây, đây là tờ hướng dẫn này. Đây bằng tiếng Anh. Anh em mà biết tiếng Anh thì đọc cái tờ hướng dẫn này là biết hết tất cả chức năng đều hướng dẫn ở trong cái tờ hướng dẫn này. Cái chức năng đấy nó là load of control protection nhá. Đó thì cái đầu tiên từ đây đến đây là cái phần mà hướng dẫn cái cách để cài đặt giá trị. Đó. Thứ hai là phần dưới này rất quan trọng này, nó có hai cái ghi chú rất quan trọng. Mình đọc thì mình thấy là đầu tiên là giá trị mặc định của nhà máy cho kênh ga là ở vị trí thấp nhất hoặc là ở vị trí giữa. Đó, lát nữa mình sẽ giải thích nhé. Thứ hai là vui lòng không cài đặt lại giá trị của cái chế độ này. Nếu mà người chơi không có các cái yêu cầu đặc biệt hoặc là nhu cầu đặc biệt, đại loại là như thế. Tiếng Anh của mình thì cũng hơi gà gà nên là mình dịch nôm na như vậy. Thì ý nghĩa thì vẫn đúng nha anh em. Đó. Như vậy có nghĩa là gì? Như vậy có nghĩa là cái chức năng bảo vệ khi mất sóng ấy, trên cái tay điều khiển này nó là mặc định đã được kích hoạt rồi, anh em không cần phải bật tắt gì cả đó. Và anh em nếu mà có nhu cầu, anh em chỉ cần cài đặt lại cái giá trị đó thôi. Tất nhiên là cái đấy nó chỉ dành cho những anh em nào mà có nhu cầu riêng thôi, còn những anh em nào mà không có nhu cầu đặc biệt gì thì tốt nhất là để chế độ mặc định của nhà máy là ok. Và chế độ mặc định của nhà máy là gì, nó hoạt động như thế nào thì bây giờ mình sẽ giải thích cho anh em nhé. Đây là cò ga nhé. Thì khi bóp ga như này là xe sẽ tiến này, đó, nhả ra. Đây là vị trí ở giữa nhé, đây gọi là vị trí ở giữa này đấy. Và khi đẩy cò ga ra như này thì là xe nó sẽ lùi, và nhả ra thì nó lại về vị trí giữa. Ở vị trí giữa này thì mặc định là motor nó không hoạt động. Đó, tức là khi mà cái chế độ này được kích hoạt ấy thì motor của anh em nó sẽ dừng hoạt động, nó sẽ không hoạt động. Thì mô hình của anh em sẽ đứng lại. Nếu mà mô hình của anh em đang chạy, đang đi mà cái chế độ này bị kích hoạt, tức là khi anh em bị mất sóng đột ngột ấy thì cái chế độ này nó sẽ tự động kích hoạt và mô hình của anh em sẽ đứng lại tại chỗ. Như vậy nó sẽ bảo vệ được cho cái mô hình của anh em là không tự chạy nữa để có thể đâm va gây tai nạn hoặc là mất khỏi tầm kiểm soát. Đó, thì như vậy nó là cái tính năng bảo vệ nha anh em. Rồi còn nếu mà anh em có nhu cầu đặc biệt riêng mà anh em muốn cài đặt lại cái giá trị bảo vệ này ấy, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta cài đặt. Còn tùy thuộc vào nhu cầu anh em, tùy vào trong từng trường hợp mà anh em chỉ cần biết được cái cách cài đặt thôi thì anh em có thể tự tùy chỉnh theo nhu cầu riêng của mình nhá. Ok. Cái việc cài đặt thì nó cũng khá đơn giản thôi. Đây mình đã có chuẩn bị các cái linh kiện để chúng ta có thể mô phỏng một trường hợp mà bị mất tín hiệu điều khiển. Đầu tiên là tay điều khiển này, bộ thu tín hiệu này. Đây là một cái động cơ này, đây là một con ESC 40A này. Đây là một cục pin. Bây giờ mình sẽ bật tay điều khiển lên nhá. Rồi bây giờ mình test cho anh em xem này. Đây là ga tiến này, phanh này, lùi này. Đó, khi mà có ga trở về vị trí giữa như này thì motor nó sẽ dừng lại và nó sẽ không hoạt động. Đó. Và bây giờ mình sẽ test cái trường hợp là khi động cơ đang chạy, khi mô hình của chúng ta đang chạy đây mà bị mất tín hiệu điều khiển nhá, thì nó sẽ xảy ra cái tình huống như thế nào. Đó, các bạn thấy không? Khi mà động cơ của chúng ta đang chạy, mình tắt tay điều khiển đi, coi như là mô phỏng một cái trường hợp mà bị mất tín hiệu điều khiển đấy, thì động cơ nó sẽ giảm tốc và nó sẽ dừng lại ngay sau đó. Bây giờ mình lại bật lên này. Rồi mình sẽ test ở cái trường hợp thứ hai là khi đang lùi thì sao? Đó, khi đang lùi này. Tắt điều khiển nhé. Khi đang lùi thì cái động cơ của chúng ta nó cũng sẽ giảm tốc và dừng lại ngay sau đó luôn. Anh em lưu ý một chút nhé, là hiện tại cái SC này nó có 3 chế độ. Mình đang để cái chế độ là có tiến, lùi và phanh nhé. Đấy, chế độ thứ hai là chỉ có tiến và lùi, chế độ thứ ba là chỉ có tiến và phanh thôi. Đó, ở đây mình đang test ở chế độ là tiến, lùi và phanh. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để cài đặt lại giá trị bảo vệ nhé. Lúc nãy là chúng ta đang test ở cái giá trị mặc định là khi tiến hoặc là lùi mà mất sóng thì động cơ nó sẽ giảm tốc và dừng lại. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách cài này. Đầu tiên là chúng ta tắt tay điều khiển đi nhé. Chúng ta ấn vào cái nút mũi tên xuống này, giữ lại. Sau đó bật nguồn lên này. Rồi, tay điều khiển nó sẽ kêu và nhấp nháy màn hình như này nhé. Đấy, anh em có nghe thấy cái tiếng tít 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 và màn hình nó sẽ nhấp nháy như này nha anh em. Bây giờ khi mà mình muốn thay đổi giá trị, có nghĩa là khi mất sóng thì xe nó sẽ dừng. Dừng ở đây là bởi vì cái SC thì mình đang để có chế độ phanh, có nghĩa là khi mất sóng thì xe nó phải phanh lại. Đó, thì mình sẽ đẩy cò ga đây, đang tiến nhá, phanh này. Đây, mình đang kích hoạt chế độ phanh. Sau đó thì mình ấn vào cái nút mũi tên này này, mũi tên xuống này, giữ vào. Đó, như vậy là xong. Khi nó kết thúc thì nó sẽ có hai cái tiếng tít là tít tít và màn hình nó sẽ trở lại bình thường như thế này. Bây giờ mình sẽ test lại cái chế độ bảo vệ nó sẽ hoạt động như thế nào đối với cái việc cài đặt này nhé. Khi chúng ta đang bóp ga này, mô hình đang chạy tới, mất tín hiệu điều khiển. Đó, anh em thấy không? Motor của chúng ta dừng lại ngay lập tức, giống như ta đạp phanh ấy, giống như xe đang chạy mà chúng ta đạp chết phanh luôn, xe đứng lại khựng lại luôn.
còn giá trị mặc định nó sẽ giảm tốc nhá, nó sẽ giảm tốc và nó sẽ dừng lại, như vậy nó sẽ êm hơn. Còn cái trong trường hợp khi mà chúng ta cài kích hoạt cái chế độ là khi mất sóng thì phanh, thì động cơ nó sẽ dừng lại đột ngột luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ test trong trường hợp mà lùi thì sao? Đấy, khi đang lùi nhá. Khi đang lùi ở cái chế độ này thì là nó sẽ không làm gì cả. Nó sẽ vẫn cứ lùi. Đó, thì anh em phải lưu ý nhá. Khi anh em sử dụng cái SC mà có chế độ phanh này. Mình tắt. Khi anh em sử dụng cái SC mà có chế độ phanh mà anh em cài đặt cái giá trị bảo vệ là khi mất tín hiệu điều khiển thì kích hoạt chế độ và phanh lại, thì bóp ga tiến nó sẽ phanh đột ngột, còn khi lùi nó sẽ không phanh. Mất tín hiệu là nó sẽ không phanh đâu. Nó sẽ vẫn cứ chạy lùi tiếp anh em nhá. Đó, anh em phải lưu ý cái này. Còn đây bây giờ mình sẽ test thêm một trường hợp nữa là trong trường hợp mà chúng ta sử dụng chuyển chế độ của SC sang chế độ là chỉ có tiến và lùi thôi. Đấy, không có chế độ phanh nhá, thì nó sẽ hoạt động như thế nào. Đây. Phải tắt đi bật lại. Rồi, bây giờ mình đã chuyển SC sang cái chế độ là chỉ có tiến và lùi thôi, không có chế độ phanh thì nó hoạt động như thế nào. Đây, chúng ta bóp ga này. Đó, khi mà chuyển sang chỉ có tiến hoặc lùi thôi thì mất sóng là nó quay lùi luôn. À, quay xe luôn anh em ạ. Đấy. Tức là khi mất sóng là nó chạy lùi luôn đấy. Đó, cái này là anh em phải hết sức chú ý nhá. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà chúng ta cài đặt ở chế độ phanh ấy, thì có nghĩa là có ga nó đang lùi. Đúng không ạ? Thì giống như là khi chúng ta đang chạy này mà mất sóng thì có ga nó sẽ mặc định là đẩy về sau như này. Đó. Thì nếu mà EC của chúng ta không có chế độ phanh ấy thì mặc định là nó sẽ chạy lùi như thế. Đó, thì anh em phải hết sức chú ý nhá. Còn khi lùi thì sao? Mình test tiếp này. Khi lùi này. Khi lùi mà mất sóng ở chế độ này nó cũng vẫn cứ chạy, nó không dừng lại. Đây cũng chính là lý do tại sao mà nhà sản xuất ý, họ ghi chú ở trong cái tờ hướng dẫn này là nếu mà chúng ta không có yêu cầu đặc biệt, không có nhu cầu đặc biệt thì chúng ta đừng thay đổi cái chế độ cài đặt này, mà chúng ta hãy sử dụng cái chế độ cài đặt mặc định ban đầu thì nó sẽ an toàn cho chúng ta hơn. Đây bây giờ mình sẽ cài đặt lại cái chế độ ban đầu nhá. Làm thế nào để cài đặt lại chế độ ban đầu? Đầu tiên là chúng ta sẽ tắt nguồn đi này. Rồi đấy, anh em thấy không? Bây giờ mình sẽ tắt cả SC đi. Mình sẽ chuyển SC về cái chế độ là có phanh nhá. Gạt lên trên này, FBR này là có chế độ phanh. Bây giờ mình sẽ bật EC lên này. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu lại thao tác lại để cài đặt như ban đầu, ấn vào mũi tên này. Sau đó bật nguồn này. Rồi như vậy là nó đã vào kích hoạt chế độ cài đặt đây rồi. Đó. Thì anh em chú ý nhé, khi chúng ta vào chế độ cài đặt ấy, thì cái RX nó sẽ sáng cái đèn nhấp nháy cái đèn xanh này này, xanh lam này này. Đấy. Bình thường nó sẽ không sáng cái đèn này mà nó chỉ có cái đèn xanh lá thôi, nhưng mà khi chúng ta bật chế độ truy cập vào chế độ cài đặt ấy, thì nó sẽ sáng cái đèn xanh lam này nhá. Rồi bây giờ mình không cần phải làm gì cả, mình để nguyên cái tay điều khiển nó ở vị trí ban đầu là vị trí giữa như này thôi nha anh em nhé. Và sau đó thì chúng ta sẽ giữ vào cái nút mũi tên xuống này để kết thúc quá trình cài đặt. Như vậy là xong. Bây giờ mình sẽ test lại cho anh em xem. Khi xe đang tiến này. Mất sóng này, nó giảm tốc và dừng. Bây giờ mình test nốt cái chức năng lùi. Khi xe đang lùi nhá. Phanh này, à mất sóng này. Đó. Nó sẽ giảm tốc và dừng lại. Vừa rồi thì mình đã mô phỏng cho anh em cái chức năng bảo vệ khi mất tín hiệu điều khiển hoạt động đối với cái tay điều khiển Hot Rod CT6A này nó hoạt động như thế nào và cách cài đặt cái chế độ này như thế nào, thì anh em cũng đã nắm rõ được rồi đúng không? Anh em xem kỹ video làm theo hướng dẫn và đừng tua nhá. Nhiều khi anh em tua là sẽ có bỏ qua những phần quan trọng là khi anh em làm nó vẫn sai, nó không đúng. Thì hãy cố gắng xem hết video, xem thật kỹ và làm theo đúng hướng dẫn của mình, hiểu được cái chức năng này nó hoạt động như thế nào, cách cài đặt như thế nào là anh em có thể áp dụng được vào cho mô hình của mình. Đó, và hy vọng rằng cái phần chia sẻ này của mình nó sẽ giải đáp được cho rất là nhiều anh em đang sử dụng cái tay điều khiển HRC CT6A này, và hy vọng rằng chức năng này nó sẽ giúp ích để bảo vệ cho các mô hình của anh em được an toàn và giảm thiểu được những cái rủi ro đáng tiếc. Ok, nếu mà anh em muốn mua cái sản phẩm này thì có thể ghé thăm vào gian hàng của kho đồ chơi, bấm vào cái link mua hàng ở góc trái màn hình và ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.